Xin chào tất cả mọi người nhé, hiện tại là bên Đồ Gỗ Tùng Tám và đang có mặt tại gia đình một khách hàng ở tại Bảo Yên Thanh Thủy đây, thị trấn Thanh Thủy đây. Hôm nay là bên xưởng là đến là đo và thi công gia đình ở một cái bộ cửa võng. Đây thì tôi coi quay lại cái quá trình chúng tôi đến tư vấn thiết kế cho khách hàng. Đây là ngôi nhà của khách hàng quý vị ạ, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Nhà gỗ. Hôm nay chúng tôi đến để thi công cửa võng. Xuống là cái dối này khoảng 67 thôi. Nó có khung của nó không? 67 hoặc là 77 cái này chắc. Nếu như cuốn thư treo ở chỗ kia thì chỗ dối nó phải vuông nó tầm 77. Cuốn thư treo ở chỗ bên bên vách trong. Đấy, cuốn thư treo như cái ý, phải không? Phải treo như cái đấy. Nó lên một tí nữa nó lên bằng cái xà thôi được. Và cuốn thư phải treo bước đấy thì tháo bỏ. Tiếp vào người ta nhìn người ta sợ nhà thờ nhà tiếp thôi tiếp vào vào trong ta tưởng là cái gì nhỉ, người ta tưởng là bàn thờ của chú công tôn, hai là nó là nhà thờ họ dặn là đừng có tiếp thì mình tiếp cái chữ thôi, chữ mới à, phải trong kia thì tiếp chữ kìa, chữ câu đối hoành phi thôi, câu đối thì hoành phi thì phải tiếp tiếp chữ nó mới nổi chú ạ, tiếp chữ nó còn tiếp chữ để cửa võng để một màu sơn màu cánh gián đậm như thế gì ấy. Wow. Màu để cho nó lá thôi.